nhiều cái nó cũng thú vị lắm, như là cách xếp bài, không biết là cái cách xếp nó còn chỉ số không. Ví dụ mình để mình để Camille á, xong mình bấm positioning á, thì nó sẽ hiện cái ô nào sẽ có tỷ lệ thắng cao nhất. Thì con Camille thì thích xếp ở ngoài rìa, rìa bên trái, rìa bên phải, thì 5-4 với lại 5-3 nó sẽ cao hơn là xếp ở giữa. Khá hay. Cái tỷ lệ ra tướng á hả? À, tỷ lệ ra tướng. Ơ, nó tắt mất rồi. Đâu rồi? À đây. Bạn vào lịch sử đấu. Xong bạn bấm Shop Analysis. À, mà cái này mình chưa chơi. Đây. Shop Analysis á. Nói chung cái đấy nhiều nhiều cái để mà kiểu bóc tách, khá là hay, khá là thú vị. Nếu mà rảnh mà với lại muốn cải thiện lối chơi của mình thì có thể xem. Mình thấy nó là một công cụ khá là tốt, nhưng mà nó không ăn kiểu không có thì vẫn chơi được á. Từ khi họ bỏ chỉ số trung bình của lõi ấy, thì mình cảm giác là mình đánh mình sử dụng não nhiều hơn. Chứ trước đó mình cảm giác là mình hơi là nô lệ của stat. Quyết phép có thể cân nhắc đánh Hammer về bên đấy, đồ khá đẹp, đồ số 2 cũng ổn nữa, tại vì Ezreal. Có thể nào ít xấu hơn được tí không? Này cũng được. Đăng ký vàng. Ghép giao điện mở găng. Cái game này thì đánh cảm giác là không đánh gì khác được ngon nhỉ. Lại là phải ghép giao điện xong mở găng xong rồi ngồi chờ không úp cấp được, tại vì không có hai sao, không hai sao mình khoan úp. Vẫn có sát lỗi, chiều nay chơi vẫn có sát lỗi hết rồi. Còn mình chơi cực tốc mình chơi bài đấy không thuận. Ôi cái gì đây, mình chơi bài đấy không thuận tay lắm. Khoan ra này mình thua, khoan ghép. Thì bây giờ giao điện thường mình ghép để tempo á, chứ còn không tempo thì mình cảm giác ghép giao điện nó cũng mê. Thấy như là không tích 10 được á. Nhưng mà âm mốt 2 cảm giác không đáng lắm, thôi mình tích 10 trước nha, tính sau á. Ưu tiên âm chứ cứ tích tích tiền trước đi, đổ nghèo khỉ. Tại mình thích Vex, nếu mà đôi Vex thì mình sẽ ôm, chứ còn đôi mốt thì mình hơi do dự tí. Farm liên tục lên kim cương hả? Có hoa hồng đen thôi. Thật đấy. Không thì gia đình. Một tiền thì gia đình, hai tiền thì Camille, ba tiền thì Cosmo. Cosmo mình thấy trung bình vẫn mạnh. Nó hơi phụ thuộc vào lobby một tí, nhưng mà trung bình nó vẫn là một bài khá là đáng chơi, nhưng mà nó không có phải là một cái bài đánh từ chỗ thua được ấy. Cảm giác nó đánh từ chỗ thua khá yếu, kiểu cần tempo khá nhiều, tại vì bạn cần nhiều tiền, cần nhiều máu. Kiểu cần quá nhiều tài nguyên, cần trang bị chuẩn nữa. Tiêu cầu chơi thống trị hoa hồng đen á, thay vì bốn bốn tiên tri thì đánh bốn thống trị thôi, nhưng mà cái khung vẫn là bốn hoa hồng đen. Còn hóa chủ thì như mình nói thì mình nhường người khác chơi, mình không thích đánh hóa chủ ở server nhà, tại vì server nhà nhiều ông bán full nhà lắm.
dễ bị cắt chuỗi. Cắt chuỗi như cơm bữa ấy. Dizzy, như Dizzy, Dizzy khá thích bài Nami Swain ấy. Mình cũng đã thấy nhiều người chơi. Nhưng mà mình không biết đánh giá sức mạnh của bài đấy nó nằm ở mức nào ấy. Cá nhân mình không biết đánh giá cái bài đấy như nào. Cũng không rõ là nó mạnh hay là nó yếu. Chỉ biết nó là một cái bài có thể top 1 nếu mà ra được hết tướng và ra được Garen với lại Ambassa cấp 7. Và điều đấy thì mình không làm được, mình không đủ trình. Tướng 6 vàng hả? Mình thấy tướng 6 vàng mình nghĩ là nó sẽ không là một thay đổi tích cực cho game. Thật sự là mình hơi mất niềm tin. Cá nhân mình hơi mất niềm tin một tí. Có được lấy chảo không? Nhà kia chắc là lấy chảo đánh là lấy bùa xanh. Game này game này không biết chốt 2M được không, nhưng mà chắc là ghép bùa xanh đấy. Tại vì 3 tiền, trước mắt 3 tiền phải lấy thôi. Cái tỷ lệ Rora tướng thì bạn check sau game thôi, chứ trong lúc chơi game nó không check được nha. Thế mình nhớ là vậy. Ủa, nhìn nhà mạnh quá, nhìn này nhà nào cũng mạnh, không muốn up cấp á. Bây giờ up xong rồi thua nghèo. Nghèo vãi. Mất chuỗi đấy hơi cay nhờ. Ghét mất chuỗi kiểu trước vòng đi chợ lắm. Tại vì bị cắt. À, mất chuỗi ở đây thì đỡ, chứ mất ở giữa chừng á. Mất ở giữa chừng hơi trôi. Đặc biệt là mình không lấy đổi cho tiền nữa. Ui, gặp ông kia. Nhiều khi phải bán tích tiền á, nghèo quá. Đánh đánh cái meta này mà không có tiền khó chơi vậy. Tức là phải bán, chắc là phải bán đôi á. Bán đôi tích 40 á. Cả cả thắng hay thua cũng phải tích à. Mong là lõi 2 sẽ là lõi cho tiền. Bị cắt chuỗi cay quá. Mùa này không dám đánh chuỗi thua à. Mình thì lại không thích. Mình không quá thích đánh chuỗi thắng. Đơn giản là vì không vẽ được đồ á. Ghét không vẽ được đồ mà phải ghép đồ từ sớm để mà tempo, có nghĩa là bạn đã chốt bài rồi, đã chốt form, ít nhất là một là form phép hay là form AD rồi mà không bắt được mảnh mình muốn thì cũng hơi phiền. Nhưng mà tất nhiên nhiều máu chơi thì dễ thở hơn mà, cái đó thì hiển nhiên rồi. Nhưng mà kiểu đi chợ bắt được một con Hammer, một con Alice, một con Garen nó quan trọng vậy. Thua không? Là không thua đâu nhỉ?
Giáp lửa. Khoan, nếu mà ghép giáp lửa, ghép giáp lửa thì cái cung còn lại sẽ là gì khổng lồ á. Cái lạnh đánh tsunami. Switch. Game này thì bị game này ít bị tranh hammer hơn một tí, có vẻ là chỉ có hai nhà khác đánh thôi. Khả năng cao là chỉ có hai nhà khác đánh thôi. Rồi gì đây, ba cái nổ sét hả, quỷ thế. Cái này thì sao dám đánh cái này sao dám đánh 2M. Game này đánh 2M trôi, gặp nhà này cứ giật giật phát đi hết. Đi hết đằng sau. Game này ít, game này có vẻ ít. Hai nhà khác cộng thêm mình là ba. Nhưng mà game này có vẻ hơi hơi nhót. Tại vì bị cắt chuỗi trước vòng đi chợ. Chuỗi trước vòng đi chợ hơi khó. Có hạ đá ván này. Ấn này cũng mình ghép bùa xanh này mình không chơi được Zoe á. Chơi Zoe không ngon mặc dù lấy được. Với lại lấy tóc đánh đánh cái này cũng không ngon á. Hạ đá ván thôi. Hạ đá ván hay chờ game cứu. Giao điện. Hay giao điện ổn á. Giao điện xong rồi giáp lửa kháng phép. Rebel. Có sao kẹp cốc mo và làm gì nhỉ? Cùng quá. Đang à thiếu xíu sách. Tướng 4 vàng bao nhiêu con? Ừ 10 à. Có 10 à. Nên ôm, hình như là ôm 2 con là đòn được rồi đúng không? Đòn 3 sao được rồi. Chỉ cần ôm 2 con à. Trước đó như là ba con xong rồi nerf, nhưng mà mình nghĩ họ nên buff cái bẻ tướng hoặc là họ nên cân bằng game tốt hơn. Mặc cười, nếu mà họ cân bằng game tốt hơn thì bẻ tướng 10 con chả sao cả. Nhưng mà khi mà các đội hình meta hiện tại đều cần Garen và thường cũng sẽ cần Elise thì 10 không đủ, 10 không đủ khi nửa lobby đều muốn chơi cái bài đấy. Và những cái bài reroll thì thường cũng sẽ ôm, sẽ cần ôm hơi khó. À, bẻ tướng, nếu mà tướng này thì có 12, ừ, nếu mà 4 tiền thì có 12, nhưng mà mỗi con thì chỉ có 10 bản sao thôi. 10 bản sao trong bẻ tướng. Thôi, một con Ire, đấy bằng niềm tin đó. Thằng trên méo có gì vậy? Nhà này có Garen. Nhà này có Garen cấp 6. Ừ, nhà này cắt chuỗi 2 lần nữa. Cắt chuỗi 2 lần. Bắt Garen nữa. Đúng rồi. Ví dụ ba nhà, hai nhà cầm a, một nhà cầm 4. Không có tỷ lệ roll ra nữa à. Ừ thì nói chung nó hết bệ tướng, hết 10 con thì không còn con nào hết. Hiểu đơn giản vậy là được, không cần. Ừ. Không cần phải làm nó quá khó hiểu nữa. Kiểu đơn giản là cứ hết 10 con, hết 10 con 4 tiền á, bị kéo ra khỏi bệ tướng thì không còn con nào hết. Thì chịu thôi. Nếu mà xui không ra thì chịu. Nói chung mình nghĩ nên không, mình nghĩ không nên đổi bệ tướng, chỉ cần cân bằng game tốt hơn là được. Nhưng mà cái đấy thì cũng khó đấy, cũng là một cái việc khá khó. Các đẹp một bài toán khá khó, tại vì meta bây giờ nó phức tạp quá, nó có quá nhiều thứ.
Mong là kiếm được Heimer. Chắc ai đó sẽ kiếm được Heimer nhờ. Mỗi một con tướng 4 vàng chỉ có 10 bản sao thôi. Ừ, còn 5 vàng thì có 9. Còn 1, 2, 3, 3 thì hình như 18 á. 3 hình như là 18. Nhà này đánh switch à? Nãy giờ không có quên hạ đá ván đúng không? Như đâu quên rồi đúng không? Ok. Lo nói sợ quên đấy. Từ từ, tướng trong vòng chợ có tính không nhỉ? Rồi tướng thưởng từ loại có không? Không nhớ nha. Cái này mình không chắc nha. Hình như là nó... Hình như nó mà kiểu hết tướng rồi, hình như nó vẫn cho đúng không? Nó vẫn cho tướng mà. Đúng không? Ai biết không? Hình như là nó không kéo từ bệ tướng. Với lại Pandora, Pandora hàng... Chờ Pandora nó cũng không kéo từ bệ tướng thì phải. Hay là có không? Không biết nha. Mấy cái đấy nó rối với mình cũng chả nhớ nữa. Hoa hồng đen giờ bị tranh nhiều đó, thành ra sư cô cũng hơi khó. Cảm giác Blitz tăng không khỏe. Ừ, Mundo. Mundo với lại Mundo với lại sư cô thôi. Nhà này không đủ tiền để xả 4.1 đâu, nên mình thôi cứ 4.2 đi. À không, mình xả luôn á, tại vì quên tiền. Đừng quên hạ đo ván. Cái chết bà. Úi. Bán mất con gì, bán mất con gì cầm đai máu á. Không có Garen, Garen của tớ đâu ạ. Cho xin con Garen với. Này cho tôi xin một con Garen. 4 emissary à. Vậy là có, vậy là âm bớt Garen rồi. One overflow. Nhiều gậy quá. Nhiều đồ quá rồi. Muốn lấy thêm lắm. Mình cần thiếu gì đây? Thiếu gì nhỉ? Chết sếp hơi ngố, sorry. Thiếu 2m2. Thiếu 2m2, thiếu Garen 2.
Ủa bộ thèm thích Jason thế là sao nữa? Không phải Jace à? Và chơi Jace thay Swain ở đây à? Hay là bộ tèo treo tôi từ game nãy? Đánh cá siêu cho Jace. Ồ không đánh giá cao Phone Swapper ấy. Ruffin không đánh giá cao Phone Swapper à? Cảm giác con cast nó phế, hơi phế với mình thì mình thấy nó hơi phế nhưng mà ai biết, có thể là mình sai. Chắc là tại vì form swapper trên người con Alice 1 nó cũng không có đáng giá đúng không? Chắc là vậy nhờ. Yeah, sorry. Sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Người ta không thích, chắc là tại mình không đánh giá cao con Kass với lại hoa hồng đen á, chắc là kịp 5 hoa hồng đen mới ngon hơn. Sorry. Kênh xin lỗi. Ok. Biết để rút kinh nghiệm cho lần sau. Mình cần đai máu, nhưng mà đai máu nó nằm ở trên con 4 tiền. Nghĩa là mình méo lấy được đai máu. Vuốt vuốt chừa đai à, chắc là vuốt chừa đai ấy. Rồi thực sự là meta bây giờ nó cũng chỉ có xoay quanh cái khung bài này thôi á, muốn đánh cái khác cũng không đánh được, mặc dù mình không phải là chủ nghĩa spam bài, mình không có thích cái việc spam bài nhưng mà cái khung này nó mạnh quá. Trước khi mình spam cái bài này mình thua, mình mất điểm quá nhiều tại mình cố mình chơi flex á. Ôi anh tôi à, thôi lấy hai lỗi cho tiền thì Swain 3 mình có thể hiểu được. Ok. Mình tính kêu anh ta ăn gian nhưng mà anh ta có hai lỗi cho tiền lần nên thôi bỏ qua không nói gì hết. Tính gáy trung bình game Disneyland. Khó, giờ phải có 53 đúng không? Nếu mà ra được hai, lấy mà hai lỗi cho tiền mà không không roll được thì không roll được 3 sao hơi khó. Lấy ông ta thực ra lấy cái này cho ra lấy cái này cho này khá ngon, mình đủ, mình cảm giác là mình đủ hàng trên rồi, với lại một chín lấy nha. Bình thường mình sẽ câu tiếp á, nhưng mà cái form này cũng đủ trâu á. Roll sau nữa không up chín được. Khó, mình cần up chín mình kịp được 4 tiên tri á. Cái này trên hammer khỏe, tại mình biết kiểu nó kiểu cực kỳ vô cực khỏe nên mình phải lấy. Chứ thường thì mình sẽ tham á, nếu mà mình không có hammer 2 ở đây thì mình sẽ tham. Ví dụ mình đánh sư cô, ví dụ mình đánh sư cô 2 mình sẽ tham cái dị thường của con Garen, tại vì con Garen nó trâu thì con sư cô nó tích được số thống trị. Còn lấy cái này cho con hammer thì kiểu nó nã liên tục ấy. Dép lên form level 8, hồng đen thì dép từ gì á? Dép gì cũng được. Với mình thì mình thú thật là dép gì cũng được, form nào cầm được đồ phép thì bạn cứ dép thôi. Khó nói, tại vì với mình theo cảm quan của mình thì mình không phải là một người đánh mid game giỏi. Bởi vì mình ưu tiên việc đánh chu thua. Mà đánh chu thua thì luôn luôn sẽ có rủi ro là lên cấp 8 không roll không ra gì hết. Nên cái đó mình cần phải khắc phục, mình cũng chưa biết. Kiểu đánh mid game có form đơn giản nhất là cái form
Vex Morgana Irelia gì đấy, là cái form pháp sư chẳng hạn. Xin cái đai máu. Kiếm hả? Thôi mày cầm tạm nhé. Tên sau up được không ta? Tên này up cũng được hả? 36 up luôn á. Chắc up luôn á, tại vì dự chuỗi. Mình sợ mình tham nữa mất chuỗi. Mất chuỗi hơi cay. Giữ chuỗi thì giữ lợi tức thôi. Cơ bản tiên tri thì không cần buff mana luôn. Sao nó vậy được? Còn cái việc có tiên tri thì nó hưởng lợi từ cái việc buff mana mà. Không có một cái belt nào O7 chơi game cái meta này mà không có đai máu chỉ biết khóc thôi chứ không biết làm gì luôn á. Tại vì con Garen này nó cốt lõi quá. Cái này nó cái việc mà mana trên người con tiên tri nó không có giống cái việc mà kiểu vệ binh xong mà ghép thêm đồ kháng phép với lại giáp cho nó đâu. Tại vì nó hưởng lợi thêm từ bất kỳ nguồn mana nào mà. Thì cái bùa xanh trên người một con tiên tri nó sẽ có giá trị hơn bùa xanh trên người một con không phải là tiên tri. Nó sẽ được nhiều mana hơn. Nhưng mà cái vấn đề của cái việc sắp bo, cái vấn đề của cái việc sắp bo lại là con Elise của kẻ địch nó sẽ nhảy nguyên sàn. Nó sẽ đấm nguyên sàn. Hay thế, quả này mình cần nâng cấp. Trộm vía của Nguyên. Cho sinh con mau. À con này cũng được. Mau ơi. Yeah. Không có mau. Với lại cần con này 2 sao á. Phải cần con này 2 sao á. Phải cần nhà này chết. Phải cần nhà này chết, nhà này trả Garen lại. Hai thú tượng. Trubis Garen. Tại vì con Heimer này giống như con Veigar mùa trước ấy, nó không có mana lock ấy. Giác là nó không bị mana lock ấy, nó cứ trưởng xong mà nó trưởng liên tục. Chứ có con 4 tiền nào mà trưởng liên hoàn như con này đâu. Con Silco nó trưởng cái thời gian thi triển kỹ năng của nó lâu vãi. Mà con này vừa mana thấp mà vừa kiểu trưởng trưởng lẹ nữa. Mình nghĩ nếu mà nerf thì chắc là nerf cái việc mà nó bị không bị khóa mana. Chứ con Veigar cũng vậy đấy, con Veigar, tại sao con Veigar nó cầm Nashor ngon? So với mấy con pháp sư khác thì... Quần quay gì vậy? Hình như cái này ngon cho mình đúng không? Tại vì mình kịp được thêm một con hoa hồng đen á. Nhưng mà... Nếu gì vậy? Lấy Vla nha, gần đôi Vla. Dizzy có pumping up mà. Ừ. Chỉ là thiếu đai máu thôi. Này nó không được đai máu cho lắm. Phải cái giáp chess. Academy hả? Có Academy không? Có kẹp được gì vô á. Xin lỗi hơi chết não không biết kẹp gì vô hết. Chắc là kẹp 2 Garen. Không biết kẹp gì chứ kẹp 2 Garen thôi nhờ. Mình đang kiếm Cassio. Đang kiếm Cassio. Thôi cộng 1 cho Twitch khá ngon nha. Mình nhiều khi cái do cái giáp chest này mà mình mất chuỗi ấy, tại vì mình không có kịp được gì thêm giá trị hết. Hậu quả của việc bán Cassio hả? Sorry bồ tèo. Tự nhiên quả này được giáp chest xong cái đấm mình chết à. Đùa thôi. Đâu chết đâu.
Đâu chết đâu. Đây rồi. Hello. Hello. Nó xin. À, Academy đây này. Nó xin cái crit phép. Bây giờ lười chuyển quá, thôi giữ cái 500 lại nha. Mình nghĩ mình xài 500 hơi cẩu cẩu thả. Mình thôi mình cứ để đấy đi. Chấp cái phần trăm đam. Cái bây giờ chuyển qua cái crit phép qua cho Heimer hình như là. Ủa? Mang đã đọc. Copies of sponsored items grant bonus max health. I mean units hold sponsored items gain double the amount. Chả hiểu. Đồ tan giật nào ngon nên lắp sớm mà. Giáp máu. Giáp máu, giáp máu, giáp máu, giáp máu, giáp máu, giáp lửa. Giáp máu, giáp lửa di chuyển. Với mình không đánh giá cao thú tượng nha. Tại vì nói chung mình thì mình không đánh giá cao thú tượng. Thú tượng ghép để đánh chuỗi thắng thì được, chứ còn mình sẽ không ghép chay. Mình sẽ không ghép cho vui. Tại vì meta bây giờ đấy, hàng trên nhiều con, hàng trên nhiều con, hàng trên nhiều con ghép thú tượng nó không giá trị cao ấy. À, dây chuyền mình không ghép đầu game nha, sorry, nó lộn. Dây chuyền không ghép đầu game, kiểu về late nếu mà phải chọn thì sẽ ghép dây chuyền, tại vì dây chuyền ăn mất nước mắt. Nên thôi. Quên, sorry. Không phải đầu game nha. Hình như là ngưng roll up 10 được rồi đó. Thực ra up 10 có value cao không ta? Thật ra là phải up 10 nhờ. Cái miệng kêu up 10 sống tay lại roll, sorry. Up 10 kẹp Leona vào á, chứ cảm giác là con lập lăng 2 này, cảm giác cái đích đến của lập lăng 2 nó xa quá. Với lại Mazao 2 nó cũng xa nữa. Roll cấp 9 cái tỷ lệ ra tướng 5 tiền nó kiểu nó cứ bịp bịp kiểu gì á. Khó nói. Win trade bỏ tướng à? I win trade. Ai chứ không phải em nha. I win trade đấy. Report vội. Không, nhưng mà game này em thấy nếu mà lấy là hai loại icon mà top 4 mới ngon mà. Nãy giờ em đấm hộ anh mấy ông kia đấy. nhà này còn chưa up 9 rồi, thôi mình cân nhắc mình up 10. Mình có để tiền ở đấy, mình cân nhắc mình up 10. Kịp Leona vô lấy crit phép thêm cho con Leblanc. Bắt Rumble hả? Vậy bắt Rumble thôi. Nhà này bắt Jace, bắt Rumble. À không, nhà này cần Jace để đánh Ồ, cái này là cái gì đây? Cái này là Academy tái chế. Học viện tái chế à? À không. Nó chỉ là vệ binh 2M thôi, ok. Kẹp được con gì ngon á. Kẹp Lona thôi nhờ. Mà nói chung còn máu thì cứ đánh bình tĩnh thôi. 10, Ro kiếm Mazda 2, Leblanc 2 gì đấy. Kẹp thêm Lona. Bít phép khá ngon rồi. Vô cực thì Chase. Với Chase cầm. Mình mới để ý là mình xếp như vậy, còn Nunu nó không có lấy được cái đã bất động ấy. Sorry. Đúng là ra được cái hạ đo ván cứu game á. Tại vì mình biết là tiếp sức 2.1 khá là mạnh. Bản sao này bị nerf thì có nghĩa là nó mạnh đấy. Nhưng mà không lấy lỗi cho tiền đầu game nó rất là 3 chấm. Cho xin con Leblanc với. Ôi, nhà này cho mình Leblanc thiệt ấy.
WinTrade. WinTrade chấm hỏi. Competitive ruling chấm hỏi. Trời ơi, lắm đôi thế. Nó làm đôi lốm. Phải phá quyết phép 2M thôi, không sao. Không sao, không sao. Mình nghĩ chắc là không cần. Ừ, nhà này, cần không? Nó nhìn giống tí đái đó. Ok, top 1. Dễ thở. Game này ra cái hạ đo ván xong thì mình thấy dễ thở hơn khá nhiều á. Không có hạ đo ván game này mình nhót. Lấy là 3 loại combat trong cái meta này thì chả khác gì. Giờ chết. Giờ tới 4.2 roll không ra gì hết xong rồi khóc. Tại sao mình xui thế?